Kính chào quý khán giả đang đón xem Sống An Lạc. Hít thở là bản năng đầu tiên chúng ta làm khi được sinh ra và cũng là điều cuối cùng chúng ta thực hiện trước khi tạ thế. Chúng ta có thể sống trong một thời gian dài, không cần ăn, uống hoặc ngủ, thế nhưng nếu như không hít thở thì chúng ta sẽ chỉ chết ngay trong vài phút. Để thấy được rằng mối liên hệ giữa hít thở và sức khỏe cơ thể là một mối liên hệ biện chứng khăng khít. Đặc biệt, cơ quan chịu sự tác động lớn nhất từ việc hít thở chính là não bộ. Khi bạn thở đúng cách, mọi căng thẳng, âu lo sẽ được đánh tan, từ đó giúp cải thiện đáng kể sức khỏe não bộ. Vậy thở như thế nào là đúng cách để não bộ luôn khỏe mạnh? Sống An Lạc ngày hôm nay sẽ giúp quý khán giả giải đáp nghi vấn này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu tầm ảnh hưởng của việc hít thở sâu đối với sức khỏe não bộ. Một trong những cách nâng cao chất lượng giấc ngủ cho một người là hít thở sâu và đều. Nhịp thở đều đặn có thể ảnh hưởng tích cực đến lực chảy của dịch não tủy bằng cách thay đổi áp lực ở lồng ngực. Điều này giúp cho lượng dịch não tủy đến não tăng lên nhiều nhất có thể. Một người mắc chứng rối loạn giấc ngủ có thể bị hạn chế về nồng độ dịch não tủy ở não. Một số dấu hiệu đặc trưng gồm ngủ không ngon giấc, cảm thấy mệt mỏi hoặc bồn chồn, lo lắng khi thức dậy. Một số vấn đề trong lúc ngủ khác cũng có khả năng tác động đến dòng chảy của dịch não tủy, ví dụ như ngủ ngáy hay chứng ngưng thở khi ngủ. Trong quá trình hít thở sâu bằng cơ hoành, huyết áp tại các tĩnh mạch xung quanh đốt sống ngực sẽ có sự thay đổi. Lúc này, để phản ứng với tình trạng trên, những tĩnh mạch trong lồng ngực sẽ bắt đầu có xu hướng đẩy nhiều dịch não tủy hơn đi vào tủy sống. Đa số tĩnh mạch trong cơ thể đều có van để ngăn máu chảy ngược. Tuy nhiên, đám rối tĩnh mạch ở ngực lại không có van, dẫn đến tình trạng bất kỳ áp lực nào phát sinh cũng có thể gây thay đổi dòng chảy dịch não tủy. Mức độ hít thở sâu có thể thay đổi tốc độ di chuyển của dịch não tủy qua não, không chỉ làm tăng lượng dịch não tủy đến não mà còn đưa nó đi sâu vào trong cơ quan này. Như vậy, các tế bào não sẽ nhận được nhiều dinh dưỡng cũng như oxy để hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, sức khỏe não cũng được nâng cao đáng kể. Tiếp theo sẽ là mẹo hít thở sâu giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm thiểu căng thẳng. Để nâng cao chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe não, các chuyên gia sức khỏe đã hướng dẫn cách thực hiện bài tập hít thở sâu gồm các bước sau đây. Bước thứ nhất, hít thở sâu để giảm căng thẳng. Bạn tiến hành thực hiện như sau, nằm ngửa trên giường và đặt hai tay lên bụng. Lưu ý, thả lỏng cơ thể cũng như tinh thần. Áp dụng quy tắc hít thở bằng bụng trong yoga, phình bụng khi hít vào, hóp bụng khi thở ra. Đồng thời, hít vào trong vòng 4 giây, thở ra chậm rãi trong 8 giây. Bạn có thể dùng tay để cảm nhận sự thay đổi của cơ bụng. Thực hiện liên tục với 30 nhịp thở rồi tạm nghỉ, sau đó lặp lại bài tập 3 lần. Bước 2. Tăng dung tích thở. Bạn lặp lại các thao tác ở bước 1 cho tới khi cảm thấy đang chạm đến mức giới hạn của bản thân. Hãy cố gắng hít nhiều hơi nhất có thể, sau đó kéo dài thời gian thở ra trong khoảng từ 10 đến 12 giây. Lúc này, bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi thở chậm vì các tế bào não đang nhận được một lượng lớn oxy từ nồng độ dịch não tủy tăng lên. Bước thứ 3. Cải thiện tư thế cột sống. Vì dịch não tủy di chuyển đến não thông qua cột sống khi bạn hít thở, nên tư thế của đoạn xương này cũng sẽ ảnh hưởng đến lượng dịch não tủy. Hãy giữ nguyên tư thế sau trong 2 phút và cảm nhận kết quả mà nó đem lại. Cân bằng trọng lượng cơ thể ở giữa bàn chân, tốt nhất là nên ở vị trí gần gót chân. Đưa hai tay về phía trước. Với mỗi nhịp thở, khi lồng ngực căng lên, hãy nghiêng trọng tâm cơ thể về phía trước. Lưu ý! Không nhấc gót chân lên. Nhằm giữ thăng bằng cho cơ thể, cột sống bắt buộc phải thẳng. Như vậy có thể kết luận rằng sức khỏe não phụ thuộc vào cách bạn thở nhằm cải thiện lưu lượng của dịch não tủy. Do đó, bạn nên nắm rõ làm thế nào để thở đúng cách. Khi bạn căng thẳng hay quá mệt mỏi, cơ thể sẽ xuất hiện các dấu hiệu như căng cứng cơ, đau lưng, khó chịu bụng, đau đầu, kiệt sức hoặc là những tình trạng bệnh khác. Đó chính là cách mà cơ thể báo hiệu chúng ta cần phải nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng. Nhưng thay vì phải dùng thuốc điều trị, bạn có thể sử dụng phương pháp tự nhiên và vô cùng đơn giản là hít thở.
Cách chúng ta hít thở sẽ chi phối tâm trạng và cảm xúc rất nhiều, cũng như quyết định cách mà cơ thể đối phó với sự căng thẳng, áp lực. Thứ nhất, phản ứng chống căng thẳng của cơ thể. Phản ứng sinh lý chung của cơ thể khi căng thẳng được gọi là phản ứng chống căng thẳng. Khi chúng ta căng thẳng do gặp nguy hiểm, một nhánh giao cảm của hệ thần kinh tự chủ sẽ tự động tiết hormone để báo hiệu trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn. Những hormone này giúp chúng ta phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp mà bạn gặp phải. Hormone tiết ra quá nhiều sẽ có tác động tiêu cực đến cơ thể. Stress sẽ làm hormone gây căng thẳng tiết ra rất nhiều, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch trao đổi chất, hệ tiêu hóa và suy yếu mạch máu cùng với các vấn đề về sức khỏe khác. Theo thời gian, các triệu chứng có thể tiến triển thành các bệnh thoái hóa như đái tháo đường, béo phì và tim mạch. Chúng ta vẫn có thể bảo vệ và cải thiện sức khỏe bằng cách tránh bị căng thẳng mãn tính để cơ thể không tiết ra các hormone gây căng thẳng quá nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta có thể học làm thế nào để điều chỉnh phản ứng của cơ thể với những tác nhân gây căng thẳng bằng cách rèn cơ thể phản ứng theo cách thư giãn. Phản ứng thư giãn có tác dụng tăng cường chức năng hệ miễn dịch, giảm huyết áp và nồng độ hormone cortisol, đồng thời bảo vệ các mô khỏi bị tổn thương do hormone gây căng thẳng. Tiếp theo là hít thở và phương pháp thư giãn. Cách chúng ta hít thở có tác động đến hệ thần kinh tự chủ. Nhánh thần kinh ra hiệu cho các phản ứng sinh lý của cơ thể như phản ứng đánh hoặc chạy và phản ứng thư giãn. Hoạt động của hệ thần kinh tự chủ nằm ngoài tầm kiểm soát của nhận thức. Hệ thần kinh tự chủ chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động như hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, tiêu hóa và các chức năng cơ bản cho sự sống. Trong lúc dây thần kinh giao cảm của hệ thần kinh tự chủ bắt đầu phản ứng với căng thẳng, dây thần kinh đối giao cảm hay hệ thần kinh phó giao cảm sẽ thực hiện phản ứng giảm bớt căng thẳng. Một trong những cách tốt nhất để tạo phản ứng giảm căng thẳng là thở bụng, hít sâu vào ngực và bụng. Sử dụng cơ hoành trong quá trình thở sâu chính là chìa khóa để có được phản ứng thư giãn vì cơ hoành nằm khá gần dây thần kinh phế vị. Dây thần kinh phế vị là dây thần kinh sọ cung cấp gần 75% sợi thần kinh đối giao cảm cho toàn bộ cơ thể và được kích thích nhờ vào chuyển động của cơ hoành. Ngược lại, khi chúng ta hít thở bằng ngực, do hạn chế của cơ ngực sẽ dẫn đến phản ứng stress của nhánh thần kinh giao cảm. Thứ ba, khôi phục năng lượng nhờ hít thở. Môi trường học tập và làm việc là nguyên nhân khiến chúng ta dễ bị căng thẳng. Chúng ta thường sẽ cảm thấy suy sụp, sợ hãi hay khó chịu khi phải đè nén cảm xúc. Chìa khóa vàng để kiểm soát căng thẳng là bản thân mỗi người phải biết cách điều khiển những phản ứng chống lại sự căng thẳng đó. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là dùng các kỹ thuật hít thở bằng cơ hoành để thư giãn cho đến khi sẵn sàng đưa ra quyết định đúng đắn. Hai là chỉ phản ứng nhẹ nhàng và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng ta không thể tìm ra được hướng giải quyết cho các tình huống căng thẳng thì hãy dành thời gian hít thở để bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của sự căng thẳng. Khi lo lắng hay sợ hãi, nhiều dây thần kinh sẽ hoạt động theo vô thức trong cơ hoành và cơ thể sẽ thở nhẹ để chuẩn bị phản ứng. Trang bị kiến thức đầy đủ là cách để chúng ta biết cách thở sâu, phản ứng ngược lại và thay đổi các phản ứng tiêu cực tự động. Khi gặp tác nhân gây căng thẳng, chúng ta có thể tỉnh táo kiểm soát tốc độ và mức độ căng thẳng ta tiếp nhận bằng cách phản ứng thư giãn. Các phản ứng thư giãn này sẽ có kết quả nhờ chăm chỉ luyện tập hít thở và kiên trì tập luyện ngày qua ngày. Thứ tư, kỹ thuật hít thở cơ hoành. Để tập luyện hít thở cơ hoành, bạn có thể nằm ngửa hay ngồi vắt chéo chân trong tư thế thoải mái với lưng thẳng nhất có thể, hoặc bạn có thể dựa vào tường và nhắm mắt, đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng hít vào cho khí tràn vào phổi và bụng, để ngực nở và tay nâng lên theo nhịp thở ra. Giữ hơi trong vòng vài giây rồi chậm chậm thở ra. Lặp lại quá trình này thật nhịp nhàng, cảm nhận từng tế bào cơ thể đang hấp thụ oxy để duy trì sự sống. Một trong những chìa khóa để tạo ra phản ứng thư giãn là hãy hòa mình vào hơi thở. Tập trung hít thở giúp bạn cảm nhận từng khoảnh khắc của thực tại. Khi suy nghĩ ập tới thì tốt nhất nên nhìn nhận và để các suy nghĩ trôi đi, sau đó lại tập trung trí óc vào việc hít thở.
Bạn có thể hình dung ra một cảnh tượng hay hình ảnh thư giãn như sóng biển rào rạt, chậm chậm đánh vào dải đất ven bờ. Bạn cũng có thể nghe nhạc thư giãn hay lặp lại một câu thần chú trong đầu để giúp bạn thanh thản và làm đầu óc không vướng bận bởi các suy nghĩ chen ngang. Các kỷ niệm cũng là một công cụ tốt để giúp việc thư giãn dễ dàng hơn. Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc giúp thay thế các cảm xúc tiêu cực bằng cảm giác vui vẻ. Áp dụng quan niệm tôn giáo trong trường hợp này cũng sẽ giúp bạn thư giãn vì có vài người tin rằng cầu nguyện trong khi hít thở sâu sẽ làm giảm căng thẳng. Thở bằng cơ hoành mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe. Lợi ích thứ nhất, thở bằng cơ hoành giúp kết nối tinh thần và cơ thể. Nhánh thần kinh giao cảm và đối cảm của hệ thần kinh tự chủ được điều khiển bởi các chất dẫn truyền thông tin hóa học được gọi là neuron truyền tin thay vì các xung thần kinh từ não, thân não và tủy sống. Những nhánh thần kinh này chịu ảnh hưởng bởi các phản ứng cảm xúc với các xúc tác kích thích từ môi trường. Các neuron truyền tin tạo phản ứng sinh lý dựa vào thông tin từ cảm xúc của từng người đến từng loại tế bào trong cơ thể. Bộ máy tiêu hóa đặc biệt có nhiều vùng thụ cảm neuron truyền tin. Điều này giải thích tại sao bụng là nơi bạn hay có nhiều cảm giác nhất. Tác dụng thứ hai, thở bằng cơ hoành giúp cải thiện quá trình trao đổi chất. Khi sợ hãi, đa số chúng ta đều bắt đầu thở bằng ngực, dấu hiệu liên quan đến hoạt động của nhánh thần kinh giao cảm. Khi chúng ta thở không sâu thì chỉ một nửa bên của túi phổi, tức túi chứa không khí được sử dụng. Thở bằng cơ hoành mới có thể giúp chúng ta tận dụng toàn bộ túi phổi trong phổi, đồng thời làm cơ thể và tinh thần thư giãn. Bằng cách hít thở sâu để mở rộng phổi, chúng ta đã cải thiện quá trình trao đổi chất nhờ tăng lượng oxy cung cấp cho toàn bộ cơ thể, đẩy mạnh quá trình giải độc trong phổi và tăng cường tiêu hóa. Tác dụng thứ ba, thở bằng cơ hoành giúp giải phóng năng lượng. Chúng ta cũng có khả năng thay đổi cảm xúc sinh ra phản ứng lại với căng thẳng bằng cách giải phóng năng lượng thông qua hơi thở. Giải phóng năng lượng thông qua hơi thở giúp chúng ta suy nghĩ thông suốt và quyết định sáng tạo, dẫn đến những cảm xúc tích cực hơn. Tác dụng đa chiều của việc thở sâu thể hiện sự kết nối phức tạp giữa đầu óc và cơ thể, cũng như nâng cao hiểu biết về cách phòng tránh và chữa trị bệnh liên quan đến sự căng thẳng. Do đó, khi gặp căng thẳng, hãy hít thở. Phương pháp chữa căng thẳng nằm ở bản thân mỗi người. Tạo hóa đã ban tặng cho con người cơ cấu phản kháng để chống lại các ảnh hưởng đến sinh lý của căng thẳng. Hoạt động hệ thần kinh đối giao cảm được xúc tác bằng cách thở cơ hoành. Tuy chỉ hít thở sẽ không thể giải quyết triệt để các vấn đề gây căng thẳng, thế nhưng chúng có thể tiếp năng lượng để chúng ta có được tinh thần, cảm xúc, cơ thể và tâm hồn khỏe mạnh. Hít thở có ý thức là yếu tố cốt lõi cho sự bình thản trong cơ thể và tâm hồn như khi chúng ta tập yoga, thiền định và thái cực quyền. Các kỹ thuật rèn luyện kết hợp tâm trí và cơ thể như yoga và thái cực quyền bao gồm các tư thế đặc biệt hoặc các động tác uyển chuyển đem lại nhiều lợi ích giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, độ dẻo dai và tuần hoàn cơ thể. Tập luyện hít thở cơ hoành thường xuyên thông qua phương pháp ý thân có thể giúp hình thành thói quen thư giãn. Khi bất cứ thứ gì đã thành thói quen thì đều dễ dàng thực hiện hơn. Luyện tập thở theo từng động tác là cách tốt nhất để thư giãn cho những người lười vận động có cơ hội vận động nhiều hơn. Đối với vài người, đức tin có thể áp dụng vào bài tập thở ý thân. Vai trò của tín ngưỡng trong kiểm soát căng thẳng liên quan đến cách chúng ta nắm được tình huống ngoài kiểm soát. Tin tưởng vào đấng tối cao, tùy theo tín ngưỡng của mỗi người, sẽ giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng trên vai của việc lúc nào cũng phải tự giải quyết mọi thứ. Các bạn thân mến, vốn dĩ thở là công việc chúng ta vẫn thực hiện hàng ngày hàng giờ. Tuy nhiên từ hôm nay, không đơn thuần chỉ là thở theo bản năng. Chúng ta hãy biến việc thở trở thành một phương pháp thư giãn trí óc, rèn luyện sức khỏe bằng việc thở đúng kỹ thuật. Tìm ra được một kỹ thuật thở phù hợp với bạn chính là bí quyết hiệu quả để giúp bạn có thể rèn luyện và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Hãy chia sẻ với chúng tôi những cách thở hiệu quả mà các bạn đã trải nghiệm và áp dụng thành công bằng cách để lại bình luận bên dưới video này. Và đừng quên đón xem những thông tin sức khỏe ý nghĩa có trên kênh Sống An Lạc mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.